Có bao giờ các bạn tự hỏi bản thân rằng tại sao trong mọi lĩnh vực như là dầu mỏ, đầu tư hay là trao đổi hàng hóa quốc tế thì đồng USD luôn được xuất hiện như một chủ mục thanh toán chung? Hay nếu như cho các bạn lựa chọn nắm giữ đô la và các đồng tiền khác như là Yên Nhật, Nhân dân tệ hay là Việt Nam đồng thì mình chắc là đa số mọi người ở đây đều sẽ chọn đô la mà không phải là đồng tiền nào khác. Mặc cho tốc độ in tiền vô tội vạ của Mỹ trong những năm vừa qua, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng do dịch Covid-19, và Mỹ thì đã tung ra gói cứu trợ lên tới tổng 1.900 tỷ USD. Song thì tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế lớn nhất trên thế giới này vẫn luôn duy trì ở mức thấp, có nghĩa là USD thì vẫn luôn giữ được giá trị cho riêng mình. Và chỉ có bấy nhiêu đó thôi thì cũng có thể cho chúng ta thấy được phần nào sức mạnh của đồng USD. Thế nhưng thì trong suốt vài năm vừa qua, khi mà chỉ số cơ cấu tiền tệ trong dự trữ ngoại hối đã chỉ ra sự sụt giảm dần tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương và chính phủ, để dấy lên nhiều câu hỏi về quyền lực tuyệt đối của đồng USD. Vậy thì liệu đồng đô vẫn có thể giữ được vị trí độc tôn của mình mãi mãi, hay sẽ bị xoán ngôi bởi các đơn vị tiền tệ đang nổi khác? Hãy cùng Coi 68 TV tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Và mình là Yến Nhi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Coi 68 TV và đây là series Chuyện Kinh Tế. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu rằng làm thế nào mà Mỹ đã có thể khiến đồng USD trở thành đồng tiền chi phối nền kinh tế toàn thế giới. Phần lớn giá trị đồng tiền ở thế kỷ 19 đều được các quốc gia neo với giá trị của vàng. Nhưng khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra vào năm 1914, nhiều quốc gia đã ngừng neo đồng tiền của mình với đơn vị này và sử dụng tiền giấy để thanh toán chi phí quân sự. Trong khi đó thì đồng đô la của Mỹ vẫn tiếp tục được neo với giá vàng trong giai đoạn này. Và khi chiến tranh ngày càng lan rộng, việc in tiền liên tục và bỏ đi tài sản bảo chứng cùng sử dụng tiền giấy một cách bừa bãi cho mục đích chiến tranh đã khiến cho đồng tiền của nhiều quốc gia liên tục bị mất giá. Lúc này thì nước đi sáng suốt của Mỹ mới thực sự phát huy được tính hiệu quả của nó, khi việc giữ đồng đô la neo với giá vàng đã khiến đô la vẫn giữ duy trì ổn định giá trị của mình. Chính điều này thì cũng đã giúp cho Mỹ kiểm soát được lượng tiền in ra rất là tốt, khi mà người dân thì có thể đổi ngang từ vàng sang đồng đô la và ngược lại mà không sợ bị mất giá. Cùng với đó thì với việc làm trung gian buôn bán vũ khí trong chiến tranh thế giới thứ hai với tiền thanh toán là vàng thì đã giúp cho Mỹ nắm đến 75% tổng dự trữ vàng trên toàn cầu, càng củng cố thêm quyền lực của đồng đô la. Và khi đối mặt với các vấn đề về lạm phát và không còn đủ vàng để đảm bảo các đồng tiền của mình thì nhiều quốc gia đã tiến hành cầu cứu và cần đến một sự thống nhất chung. Khi đó thì Bretton Woods ra đời, cột mốc đánh dấu cho đồng đô la trở thành đồng tiền chi phối toàn thế giới. Bretton Woods thì là một thỏa thuận được Mỹ sắp đặt với 44 quốc gia đồng minh và được ký kết vào năm 1944 tại Bretton Woods, New Hampshire, Hoa Kỳ. Mục đích của thỏa thuận này là để xác nhận đồng USD là đơn vị tiền tệ chính thức cho thương mại và tài chính quốc tế, đồng thời thì thành lập nên Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Phát triển Thế giới World Bank. Và theo thỏa thuận thì các quốc gia thành viên đồng ý ràng buộc giá trị đồng tiền của họ với đồng USD và chính phủ của Mỹ thì sẽ đảm bảo mua và bán vàng với giá cố định là 35 USD cho một ounce, với mục đích là đảm bảo tính ổn định của giá trị tiền tệ trên toàn cầu và tạo ra một hệ thống tài chính quốc tế đáng tin cậy. Tuy nhiên thì trong những năm 1960, với việc chi tiêu quá mức để tài trợ cho cuộc chiến tranh tại Việt Nam và các chính sách nội địa khác thì tỷ lệ tiền tệ và vàng của Mỹ đã không thể duy trì được tính đồng nhất, dẫn đến một sự suy giảm giá trị của đồng đô. Khi đó thì niềm tin vào Mỹ dần bị lung lay và mọi người thì liên tục đổ xô để mang đô đổi sang vàng nhằm tránh tình trạng đồng tiền bị mất giá. Và đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng của giá trị đồng đô cùng với lượng dự trữ vàng thấp kỷ lục. Và vào năm 1970 thì Bretton Woods sụp đổ. Một năm ngay sau đó, tổng thống Mỹ Nixon đã thông báo đồng USD sẽ không còn neo theo giá trị của vàng nữa. Và đương nhiên thì Mỹ sẽ không để vượt mức ách thống trị của mình trên cán cân quyền lực. Mỹ đã tận dụng mối quan hệ mật thiết với Ả Rập, quốc gia chứa sản lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới, với cam kết là sẽ liên tục tài trợ quân sự và bảo vệ sự an ninh của quốc gia này. Đổi lại đó thì Ả Rập phải cung cấp độc quyền dầu mỏ cho Mỹ và việc xuất khẩu dầu mỏ hay là các thanh toán liên quan đến dầu mỏ chỉ có thể thực hiện bằng đồng USD. Từ đó thì khái niệm petrodollar được hình thành và khối các nước thuộc OPEC, có nghĩa là tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, cũng sẽ phải tuân theo petrodollar, bằng không thì sẽ phải chấp nhận rất nhiều sự đàn áp đến từ phía Mỹ. Và cũng chính nhờ điều đó mà đô la Mỹ đã trở thành đồng tiền thống trị toàn thế giới. Khi mà nhu cầu dầu mỏ ngày càng tăng cao, đồng đô la của Mỹ cũng sẽ ngày càng lớn mạnh, bởi bất kỳ quốc gia nào thì cũng phải cần dầu mỏ để phát triển. Và đây thì cũng chính là lý do để khiến đồng đô vẫn duy trì sự thống trị của mình mặc cho rất nhiều cuộc khủng hoảng đã đi qua. Và có một điều là đô la Mỹ thì luôn có những cơ chế quyền lực riêng để giữ vững vị thế độc tôn của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng bàn qua về quy mô và tính ổn định của đồng đô. Với quy mô nền kinh tế đạt khoảng 25.000 tỷ USD, gần bằng tổng của ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Đức cộng lại, khiến cho USD trở thành lựa chọn tự nhiên cho các giao dịch toàn cầu. Và sự ổn định của USD thì luôn được hỗ trợ bởi các thể chế mạnh mẽ và ổn định chính trị của Mỹ, làm cho nó trở thành một nơi lưu trữ giá trị đáng tin cậy nhất. Thứ hai đó chính là tính thanh khoản cao. Các tài sản định giá bằng USD là một trong những tài sản có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, cho phép dễ dàng mua và bán.
Tính thanh khoản này thì rất là quan trọng trong những thời kỳ khủng hoảng kinh tế, khi mà các nhà đầu tư đổ xô vào USD để tìm kiếm sự an toàn cho mình. Ví dụ như là trong cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008, USD đã tăng giá đáng kể so với các đồng tiền khác. Đồng thời thì khoảng 70% nợ nước ngoài được phát hành bằng USD, cao hơn gấp 3 lần so với đồng Euro và gấp 30 lần so với đồng nhân dân tệ, cho thấy sự phổ biến và tính thanh khoản vượt trội của USD trên thị trường quốc tế. Cuối cùng thì đó chính là vị thế của USD trên trường thương mại quốc tế. USD thì đóng vai trò trung tâm trong thương mại quốc tế, không chỉ vì quy mô kinh tế của Mỹ mà còn vì sự hiện diện của nó trong các giao dịch toàn cầu. Và có tới tổng khoảng 88% giao dịch ngoại hối có sự tham gia của USD và nhiều hợp đồng thương mại quốc tế, đặc biệt là các hợp đồng về dầu mỏ, thì đều được định giá bằng USD. Từ đó thì tạo ra một nhu cầu liên tục đối với đồng đô. Thêm vào đó thì nhiều quốc gia và doanh nghiệp cũng lựa chọn dự trữ USD như là biện pháp bảo hiểm an toàn, chống lại những bất ổn về kinh tế và sự biến động của tỷ giá hối đoái. Từ những điều trên thì có một câu hỏi được đặt ra. Vậy thì USD liệu có đang đánh mất đi vị trí độc tôn của chính mình? Vào năm 2022 thì khi Mỹ và các nước phương Tây áp đặt một loạt những biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm phản ứng với các cuộc chiến tranh ở Ukraine, chính phủ Trung Quốc đã nhân cơ hội đó lên kế hoạch nhằm làm giảm sự phụ thuộc đối với đồng USD và thiết lập hợp tác hệ thống tài chính hai nước đối với Nga. Và kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2 năm 2022 thì thương mại bằng đồng rúp của Nga và nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng gấp 80 lần. Và theo một hãng tin của Nga thì Nga và Iran đang hợp tác để phát hành một đồng tiền ảo được hỗ trợ bằng vàng. Ngoài ra thì vào năm 2022, các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, đã mua vàng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1967 nhằm đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD. Và vào những tháng gần đây thì Brazil và Argentina cũng đã thảo luận về việc tạo ra một đồng tiền chung của hai nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ. Và theo như Reuters thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng với Ấn Độ hiện đang thảo luận về việc sử dụng đồng rupee trong các thương mại hàng hóa phi dầu mỏ nhằm làm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Bên cạnh đó thì lần đầu tiên sau 48 năm, Saudi Arabia cho biết sẵn sàng giao dịch dầu mỏ bằng các tiền tệ khác bên cạnh USD. Và chính những điều này thì cho chúng ta thấy một điều rằng các nước đã và đang phát triển hiện đang thực hiện các chính sách chuyển đổi tiền tệ nhằm làm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Khi mà các dữ liệu gần đây của IMF về cơ cấu tiền tệ trong dự trữ ngoại hối cũng đã chỉ ra sự sụt giảm dần tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương và chính phủ. Và điều đáng chú ý ở đây là sự suy giảm của đồng USD trong hai thập kỷ vừa qua thì lại không tương xứng với sự tăng tỷ trọng của ba loại tiền lớn khác, đó chính là đồng Euro, Yên Nhật và bảng Anh. Và thay vào đó chính là sự gia tăng tỷ trọng của cái gọi là tiền dự trữ phi truyền thống của các đồng đô la Úc nè, đô la Canada, đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đồng quan Hàn Quốc hay là nhiều những đồng tiền khác. Các loại tiền dự trữ phi truyền thống này thì hấp dẫn các nhà quản lý dự trữ vì chúng đem lại sự đa dạng hóa và lợi suất tương đối hấp dẫn, đồng thời vì chúng ngày càng trở nên dễ mua, bán và nắm giữ với sự phát triển của các công nghệ tài chính kỹ thuật số mới như là hệ thống cấp lệnh tự động và quản lý thanh khoản tự động, khiến cho rất nhiều người đã dấy lên sự lo lắng về sự lùi đi của USD và mối lo ngại về đồng USD liệu có khả năng sẽ đánh mất đi quyền lực của mình. Tuy nhiên thì bất chấp những động thái này, nhiều người cho rằng vị thế thống trị của đồng USD vẫn chưa thể chấm dứt trong thời gian tới. Khi mà hiện tại thì các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn nắm giữ khoảng 60% dự trữ ngoại hối bằng đồng USD, trong khi đó thì dự trữ ngoại hối của các nước bằng các tiền tệ khác thấp hơn đáng kể. Cụ thể thì theo thống kê, dự trữ bằng đồng Euro là 19,7%, Yên Nhật là 5,3%, bảng Anh là 4,6% và nhân dân tệ là 2,8%. Nó cho thấy rằng lượng dự trữ ngoại hối và quyền lực của đồng USD vẫn đang rất khó để thay thế. Bởi như mình đã nói ở trên thì có một sự thật rằng đồng đô la Mỹ vẫn có những cơ chế quyền lực riêng và những chiến lược về kinh tế, chính trị chặt chẽ để luôn giữ vững được vị thế độc tôn của mình. Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra là tại sao USD vẫn còn rất quyền lực? Có thể thấy là ở thị trường tài chính thế giới, USD thì luôn được coi như một công cụ của chính sách đối ngoại. USD không chỉ là đồng tiền dự trữ quốc tế mà còn là một công cụ quyền lực mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Việc sử dụng USD như là một vũ khí kinh tế đã giúp cho Mỹ tác động mạnh lên các quốc gia khác trên nhiều khía cạnh khác nhau, khiến cho nó vẫn luôn duy trì được quyền lực mạnh mẽ của mình. Có thể thấy thì Mỹ đã từng dùng USD như là một công cụ để áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế. Bằng cách hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính dựa trên USD, Mỹ có thể gây áp lực lên các quốc gia khác như là Iran, Triều Tiên và gần đây nhất là Nga. Các biện pháp trừng phạt này thì có thể làm gián đoạn lên nền kinh tế và sự giao thoa trong thương mại của các quốc gia bị nhắm đến. Vì thực ra là có tới tổng khoảng 88% giao dịch ngoại hối là có sự tham gia của USD và Mỹ thì cũng chiếm 12% thương mại hàng hóa toàn cầu. Nó cho thấy rằng sức mạnh của Mỹ trong việc kiểm soát dòng chảy tài chính toàn cầu là vô cùng to lớn. Và cuối cùng là sự ảnh hưởng của Fed và các lãi suất quỹ liên bang cũng tác động vô cùng to lớn đến các tác động tâm lý và sự ổn định của thị trường tài chính toàn cầu. Khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự thống trị của USD bằng cách thiết lập các lãi suất liên bang thì Fed có thể ảnh hưởng đến chi phí vay nợ quốc tế của các quốc gia khác. Và phân tích thị trường tài chính cho thấy rằng khi Fed tăng lãi suất, chi phí vay nợ bằng USD sẽ tăng lên, gây áp lực lên các quốc gia và các doanh nghiệp có khoản nợ bằng USD. Điều này thì không chỉ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ mà còn làm giảm đầu tư và tăng chi phí vốn.
Và chính điều này thì cũng tác động tâm lý mạnh mẽ lên các thị trường tài chính toàn cầu. Trong thời kỳ khủng hoảng thì các nhà đầu tư thường tìm kiếm sự an toàn bằng cách chuyển sang USD. Nó không chỉ làm tăng giá trị của USD mà còn làm tăng giá trị tài sản ghi nhận bằng đồng đô. Bởi các nhà đầu tư toàn cầu thì luôn có xu hướng bán các khoản đầu tư bằng đồng nội tệ của họ để đổi lấy các khoản đầu tư bằng đô la Mỹ và với kỳ vọng là có được lợi nhuận cao hơn. Từ đó thì khiến dòng vốn chảy ra khỏi các quốc gia đó và tìm đến với Mỹ. Và với những thông tin ý Nhi đã nói ở trên thì có thể thấy là với cơ chế quyền lực và những tác động của Mỹ đến nền kinh tế toàn thế giới thời điểm hiện tại thì đồng USD vẫn sẽ giữ được vị thế độc tôn của mình trong thời gian dài tới, khi mà sự thống trị của đồng USD cho đến nay là kết quả của sức mạnh kinh tế, sự ổn định về chính trị và chiến lược sử dụng chính sách tiền tệ của Mỹ. Và mặc dù là có rất nhiều mối đe dọa và các đối thủ tiềm năng thì vai trò của đồng USD như là một đồng tiền dự trữ của thế giới vẫn chưa thực sự bị thách thức nhiều. Và vừa rồi là toàn bộ những góc nhìn về quyền lực của đồng USD ở thời điểm hiện tại mà ý Nhi nghĩ là sẽ rất hữu ích để giúp mọi người đánh giá thị trường trong suốt quá trình đầu tư. Hy vọng là video ngày hôm nay để giúp cho các bạn có thật nhiều những góc nhìn về thị trường tài chính trên toàn thế giới. Và nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho Con Số 8 TV nha. Và mình là Yến Nhi, hẹn gặp lại các bạn ở những series tiếp theo trên Chuyện Kinh tế và Con Số 8 TV. Bye bye.